Hi, xin chào anh em, mình là Liêm Râu nha. Chào mừng anh em quay trở lại vlog của mình. Thì đã lâu lắm rồi nha, không có up YouTube. Cũng lâu lắm rồi nha, không có up về xe nha. Thì hôm nay là nhóm của mình đi lên Đại Nam nè. Setup chủ yếu là cho cô em là cô An, Cường An Idol giới trẻ nè. Cho chạy chiếc cu bê của nó với lại cho cô Linh test thử Idol 3. Đây. Thì quá trình setup này là của hai xe là của nhóm mình hết nha anh em. Đó. Đây, video đã mang tính chất quảng cáo hơi bị nhẹ. Thì anh em mà có làm xe, từ xe nhỏ nè, nó cho đến xe lớn nè, giáp, nó bảo hiểm, rồi thậm chí cả lên sân để setup sơ kỹ thuật chạy xe trường cho anh em, hoặc đường trường cho anh em luôn nha. Đầy đủ hết, full combo, kiểu là hỗ trợ thôi cho anh em thôi. Dù anh em nào muốn chơi thì lên Đại Nam giao lưu cũng được. Đây. Thì tất nhiên á, làm xe là anh em phải đem xe qua trực tiếp, là ví dụ như mình làm xe, nhất là cái dàn chân á, là mình phải cân đong đo đếm theo cái trọng lượng, chiều cao đồ của cái người chủ sở hữu á, thì mình làm mới chính xác được. Ví dụ như là các bạn cao nhiêu, dạ nhiêu, thì mình làm cái đồ gác chân đồ này nọ đó, ốp lúc vô mình kẹp mình chạy thì tư thế nó mới thoải mái nhất. Rồi máy móc phục nhúng rồi nó phải làm theo trọng lượng của các bạn, đúng không? Ship nhông sinh dĩa cũng phải theo trọng lượng của các bạn đó. Thì cái đó là nói chung là muốn để có một chiếc xe mà mình chạy mình cảm giác tốt nhất á, không phải nhất thiết phải xe là xe mạnh, mà là phải là cái xe vừa ý nhất. Thường thường các bạn làm xe là để các bạn đi tour, chứ không phải là để đi chạy trường như anh em mình, nên các bạn sẽ lưu ý về cái phần chân nhiều hơn là phần máy đó. Phần máy thì anh em đi tour thì mình làm nhẹ thôi, không cần làm phải cạnh tranh gì lắm, trừ khi nào anh em nào mà cái độ máu CHO nó nhiều á thì lúc đó mình mới tính chuyện máy mạnh máy yếu. Chứ còn chủ yếu là ví dụ như ba anh em mới chơi là ưu tiên làm dàn chân thắng phụ nó mâm đồ, làm sao để cho mình đi tour cảm giác nó ưng nhất cái xe mình thôi. Tại vì chiếc xe mà giúp cho mình đi tour là xe phải là xe tốt nhất chứ đâu phải là xe mạnh nhất, để anh em đi anh em không có cảm giác lo lắng là nó bị này bị kia. Tại vì anh em mà mới chơi mà nếu mà đầu tư vô làm máy nhiều quá mà không để làm dàn chân á, thì anh em đi tour anh em sẽ dễ gặp mấy những sự cố nhỏ làm mình nản sớm á đó. Thì anh em mình khuyên anh em nên làm dàn chân trước nha. Đó thì cảm giác máy mình lên nó dễ hơn, còn mà làm cục máy cho cố vô mà dàn chân mình chạy không có cảm giác tốt á, nó quỳ trớt. Thì hôm nay hiện giờ là chủ nhật, mình đang trên Đại Nam thì chắc mình up cái clip này lên, chắc cũng phải chiều tối mình mới về mình up clip này lên được. Thì mai mốt á, anh em nào mà theo dõi Facebook của mình á, Đặng Thanh Liêm á, thì vô mình sẽ up trước cái lịch để anh em ví dụ như có lên đây anh em có nhu cầu mà giao lưu hoặc hướng dẫn cho anh em nào mà tài mới chạy á, thì nhóm mình sẽ setup nha. Thành viên trong nhóm mình thôi chứ mình không có biết cái cục mức gì đâu. Ok, thì trong nhóm mình chơi có vận động viên chuyên nghiệp luôn, có hỗ trợ anh em dạy. Nếu mà ví dụ anh em ngại trong trường chơi trực tiếp á, có một số lý do mà để anh em ngại, ví dụ như là anh em sợ va chạm, đúng không? Anh em chưa có đủ đồ để chạy, tại vì chạy trong trường là phải full suit đó. Thì mình có một cái sân ở bên quận 9 khu nghệ cao á, hỗ trợ anh em tập trước khi là anh em vô trường đua, anh em chạy thực tế, hoặc là để anh em đi tour dễ hơn. Là có một cái sân bên quận 9 khu công nghệ cao á. Đó, thì anh em có muốn gì thì liên hệ Facebook Đặng Thanh Liêm. Đó là mình sẽ hướng dẫn kỹ thuật cho anh em dễ, là chỉ cho anh em từng người luôn. Ví dụ như ai chuyên mảng nào á thì người ta chỉ anh em mảng đó cho nó dễ nha. Chứ còn mình là mình chạy Facebook không à. Vậy nói gì chạy Facebook, mình chạy chùm. Đúng không An, ngấu ngơ? Em không ý kiến. Thì hôm nay là chủ có mục đích là lên để giật cho cô Nguyễn Nhật Linh đó, giật với Đà Ba này nè, để chuẩn bị chạy giải 7 tháng 3 sắp tới. Giải 300 phân khối. Giải này là từ 250 cho đến 400 em, hay là 3 đúng rồi, từ 250 cho đến 400. Sai cả vậy đó. Chứ không có chạy, không phải là đồng loạt một chiếc xe. Nó giới hạn phân khối là từ đó tới đó đó. Thì chứ tất nhiên là sẽ có những cái nội quy trong đó mà anh em nào tham gia giải sẽ nắm rõ quy định, để mình lấy dụ mình lỡ mình có tác động nhẹ vô máy thì không có phạm luật. Đó. Giải nào nó cũng vậy, nó có cái tiêu chuẩn của nó.
Thì nói chung là hôm nay đã đến setup chạy để bấm giờ. Chút nữa xe này chạy sẽ gắn cái mai lắp bên đây. Mai lắp là cái thiết bị công cụ để bấm giờ đó anh em. Là để khi mà mình chạy nó sẽ báo thành tích cho mình chính xác tới từng khắc luôn nha. Đó, thì để mình biết để mình cải thiện thành tích. Hoặc là mình biết trong cái cua nào hay cua nào gì mình chạy nơi cái chỗ nào không tốt thì mình cải thiện như là sao. Đó. Thì nói chung là chơi thôi. Chỉ còn mà môn đua xe ở Việt Nam mà để gỡ vốn chứ nằm mơ á. Kìa kia nó nghe nó cừ luôn kìa ha, anh em thấy không? Với xe nhỏ bỏ mấy chục, xe lớn bỏ mấy trăm vô má giải mấy triệu nha anh em, đừng chơi ngu nha anh em. Môn đó là môn chơi ngu nhất trên đời á. Chơi lấy tiếng là chứ đua xe Việt Nam không có miếng cước gì đâu. Rồi, thôi cũng xin chào anh em nha. Nay mình làm clip nên làm ngắn thôi, tại vì giờ phải set up lên chạy. Đây. Đây là Nguyễn Nhật Linh. Còn bạn này là người Đài Loan. Đấy, chuẩn bị tôi với Nguyễn Nhật Linh. Anh em thấy cừ trên xe vậy chứ chút lô vô sân của anh em gì đâu. Này là anh em đang đo để trao đổi về cái thông số lớp để chạy cho nó ngon nhất. Đó. Thì vì cái việc mà bơm đúng áp suất lớp nó quan trọng đó nha anh em. Nó phải phụ thuộc vào thời tiết nữa. Tại vì khi mà anh em bơm á, rồi nó ra ngoài đó nó có tác động nữa. Ví dụ như trời nắng thì thường thường áp suất lớp nó sẽ tăng lên. Đó thì mình phải canh được cái đó. Thì dần cái đó những vận động viên chuyên nghiệp người ta chạy người ta sẽ cảm nhận được. Rồi người ta vô người ta bơm thêm một xả là tùy theo cái cách chạy của người ta và tùy theo chiếc xe của người ta thiết kế. Thì nói chung là từ từ đi, té nhiều là vô đồ nhiều là tự động khôn nha. Xả xả vậy chứ mình mà để cái máy ảnh là ngồi xả tới chiều luôn á. Rồi thôi xin chào anh em nha. Năm mới chúc anh em một năm mới nhiều sức khỏe nha.